mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chào mừng các bạn đến với kênh Cực Dị. Và sau đây là câu chuyện về gắn thần báo quán ở Thái Nguyên. Đây là câu chuyện về ông Lê Văn Thử và nhiều người dân trong vùng gặp được hai gắn thần xuất hiện trong ngôi đền. Vào cuối những năm 1968, tại khu vực xã Ký Phú xuất hiện một trận hạn hán kéo dài, khiến cho ruộng đồng khô hạn, nứt nẻ, không thể trồng trọt được bất cứ cái gì. Người dân trong vùng cũng không có nước mà uống. Bí quá, người dân không biết than ai, đành tụ họp với nhau để mua lễ vật cúng đền Long Khánh Tự, để cầu các thần linh ban mưa thuận gió hòa cho người dân được trồng trọt. Sau khi cầu xin thần rắn xong, người dân ra trước cửa đền té nước và tạo mưa giả. Ngay đêm đó, trời nổi gió và mưa to kéo đến. Kể từ đó, người dân thường xuyên mang lễ vật đến đền thắp hương và hờ cúng. Sau này, đền được mọi người tu sửa khang trang. Cứ khi nào gặp hạn hán, người dân cả vùng lại kéo nhau đến đây để té nước cầu mưa. Không dừng lại ở đó, từ sau khi ông Thử diện kiến thần rắn lần đầu tiên vào năm 1968, đã có hàng loạt những hiện tượng xảy ra xung quanh ngôi đền, khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Theo lời ông Thử, vào năm 1970, con Mã Điền ở xóm Chuối đi chăn trâu đến gần ngôi đền không có cửa, thấy bên trong có hoa quả người dân đem hờ cúng nên đã cả gan vào trộm. Đến tối khi về nhà, đứa bé này bỗng dưng đau bụng dữ dội, tới đêm thì qua đời mà không ai biết lý do. Khi việc này xảy ra được một tháng, những đứa trẻ trong vùng mới kể cho 10 người nghe về sự việc, thì người ông nhà ông Mã Điền mới ngã ngửa đem hương hoa đến để cầu khẩn, mong thần linh phù hộ cho đứa con tội lỗi sớm được siêu thoát và thần không giáng tội xuống cả gia đình. Ông Thử cũng kể thêm về câu chuyện người từng phạm đến đền thiên và phải chịu tội. Ở ngôi đền cũ có cây đa rất to, có tuổi thọ 52 năm, ngoài ra còn có hai cây lụ cao khoảng 18 mét. Năm đó có người đàn ông tên Thức làm bên Hỷ Lợi, không hiểu vì sao đã chặt hai cây lụ ngã về phía đền. Khi đó có một cơn gió mạnh xuất hiện, thổi hai cây lụ ngã về phía dòng suối. Người đàn ông đó sau khi về nhà mấy ngày thì tự tay gieo cổ hai người con trai. Bản thân ông ta ngay tối hôm đó cũng uống thuốc trừ sâu tự tử. Bao năm qua, người dân nơi đây vẫn còn nhớ câu chuyện này. Và một câu chuyện khác, vào một đêm năm 1998, người đàn ông trong làng do bí tiền nên đã đến ngôi đền lấy trộm bát hương cổ đem đi bán. Ông Thử biết việc đó nhưng vẫn im lặng vì nghĩ rằng thần linh sẽ tìm ra người này. Quả nhiên, hai hôm sau, một người đàn ông trong vùng bỗng nhiên lăn đùng ra ốm. Gia đình mang đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị nhưng không tìm ra bệnh. Trong khi đó, người đàn ông này lúc tỉnh lúc mê, nhiều khi còn nói năng nhảm nhí, xưng mình là thần thánh giáng thế. Lúc này, ông Thử mới đến gia đình nói rõ sự tình và khuyên người đàn ông nên thú nhận và đem trả bát hương. Hôm sau, gia đình mang bát hương đặt lại vị trí cũ và mượn thầy về cúng suốt 3 ngày 3 đêm ở ngôi đền thì anh ta mới hết bệnh, ông Thử cho biết. Vào năm 1997, nhà nước bắt đầu khởi công xây dựng hồ chứa nước Vai Miếu, đã có một đám công nhân đến đây dựng nhà và ở tạm suốt một thời gian dài để xây dựng công trình. Theo những câu chuyện truyền miệng, khi đám công nhân tiến hành phá vỡ đền Long Khánh Tự thì đôi gắn thần bắt đầu bò ra. Một số công nhân thấy vậy liền vác cuốc xẻng đuổi theo bắt nhưng không được. Đến tối khi đám công nhân này đã tắm rửa và bắt đầu nghỉ ngơi thì bất ngờ ngôi nhà bị sập khiến một công nhân tử vong. Điều làm mọi người kinh hãi là nạn nhân chính là người đầu tiên phát hiện ra đôi rắn và cố đuổi bắt nhưng không được. Từ đó đám công nhân sợ quá phải xin nghỉ việc. Nói sợ hãi về sự trừng phạt của gắn thần tiếp tục xảy ra vào năm 2002. Một thanh niên tên Nam ở xóm Gió, xã Ký Phú đến hồ Vai Miếu tắm lúc trưa và không thấy về. Người thân và hàng xóm cùng đi tìm nhưng không thấy. 3 ngày sau, dân làng thấy xác của anh ta nổi lên bền ở giữa hồ. Tiếp tục năm 2005, một người đàn bà tên Tình, xóm Dứa, xã Ký Phú, lội qua suối sang bờ bên kia để đi bộ về nhà. Đi đến giữa suối thì bất ngờ nước trong nguồn ào ra, cuốn trôi bà ta. Bà con trong xóm phải hấp đuốc đi tìm khắp các gành đá ven hồ. Mọi nỗ lực tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng, thì may sao một thanh niên lặn xuống và đã thấy xác bà ta ở một gốc cây khô dưới lòng hồ. Nơi ấy chính là nền móng của ngôi đền Long Khánh Tự trước đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thích video này, các bạn có thể vui lòng like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ha ha ha,